rằng là chúng ta đang đứng trước những cái cơ hội mới, đặc biệt là chuyến thăm của các quý vị trong cái việc trong lĩnh vực hợp tác về dược phẩm, tôi nghĩ là cũng là một cái điểm mới rất là tốt. Tôi cho rằng là hợp tác giữa hai nước cũng như đối với tỉnh của các quý vị với Việt Nam thì cũng đều theo mô hình, tôi nghĩ rằng nên chọn những cái ngành nghề mà hai bên có thể hỗ trợ cho nhau và tìm thấy những tiềm năng hợp tác, chọn một số ngành nghề và sau đó là chọn một số doanh nghiệp thành lập những cái hội đồng các doanh nghiệp chia sẻ, và chính phủ và các hiệp hội thì nên chăng là chỉ tạo những cái môi trường kinh doanh đầu tư rất tốt, và đặc biệt đối với tỉnh của mình Hà Lan thì các quý vị cũng nếu như mong muốn để giới thiệu các quý vị ký kết với lại cái hiệp hội ngành nghề mà có thể có tiềm năng hợp tác với quý vị, đặc biệt là cái hiệp hội về dược phẩm chẳng hạn, thì tôi nghĩ là qua cái sự chủ động doanh nghiệp chúng ta sẽ thúc đẩy cái quan hệ chúng ta sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là các quý vị chọn cái dược phẩm là cũng rất là tốt, bởi vì chúng tôi là thị trường 90 triệu người dân và chắc chắn là vấn đề về thuốc men về thực phẩm chức năng là rất là cần thiết. Bên cạnh đó là cũng thể hợp tác để sản xuất những cái dược phẩm thực phẩm chức năng. Và các quý vị biết là Việt Nam theo nghiên cứu của các chuyên gia Nhật ấy, Việt Nam cùng với lại Mexico là một trong là hai nước có thể nói là có cái nguồn dược thảo để sản xuất thuốc giàu có nhất trên thế giới, đa dạng nhất. Bên cạnh đó thì tôi cũng có dịp sang Ba Lan thăm cái chợ về Việt ở Ba Lan, thì tôi thấy là có rất nhiều hàng hóa về may mặc, dệt may cũng như là thực phẩm của châu Á, Việt Nam xuất sang bên đó. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một lĩnh vực quan hệ hợp tác bên cạnh dược phẩm. Bên cạnh đó tôi nghĩ hợp tác về đóng tàu biển. Việt Nam chúng tôi là có 3.000 cái số tàu biển và kinh tế biển trong đó có đóng tàu biển là một trong chiến lược phát triển Việt Nam. Tôi biết là Ba Lan rất mạnh về đóng tàu biển hàng hải, tôi nghĩ đây cũng là có thể là nghiên cứu hợp tác. Và bên cạnh đó là chúng ta không nên quên cái ngành du lịch. Tôi được biết là ngành du lịch là một điểm xuất phát điểm tất cả các hoạt động thương mại đầu tư, và chúng ta nên khuyến khích những người dân, các doanh nghiệp chúng ta lên đi thăm viếng lẫn nhau, và qua thăm viếng lẫn nhau đó chúng ta sẽ phát hiện là những cái tiềm năng, những cái sự khác biệt giữa hai nước, và qua đó tìm được những cái hàng hóa dịch vụ lĩnh vực có thể hợp tác.